lâu lâu rồi thì mới làm cái video như thế này. Ngày hôm qua thì có một bạn hỏi mình là làm nào để mình có thể học từ vựng và ngữ pháp ở trong cái cuốn 30 tháng 4. Thật ra là cái video đó là mình làm cái cuốn 30 tháng 4 này nè. Cái đấy cũng lâu rồi, cũng 4 tháng, 3 4 tháng trước rồi. Thì mình đã làm xong cái cuốn này. Cái này. Mình nói với các bạn là cái cuốn này á, là cái cuốn hay nhất mà mình từng đọc luôn, từng học luôn ấy, bởi vì nó chứa cực kỳ nhiều từ vựng và ngữ pháp. Cuốn này thì mình đã cày xong rồi này, và mình đã giống như là nâng được trình ngữ pháp lên khá là nhiều. Như này. Này thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chúng ta có thể học mà do là cái khi của nó chỉ có khi thôi, nó chỉ có khi thôi mà nó không có một cái gì nó khác nữa. Thì cách học của mình đó là thứ đầu tiên là mình sẽ gọi là set out một cái thời khóa biểu, là giống như kiểu là một ngày mình bắt buộc phải làm bao nhiêu đề đấy, bởi vì là cái này rất là nhiều, mà tháng 12 là mình phải thi học sinh giỏi rồi, nên là mình rất là cần, giống như là cần phải làm nhiều để mình có thể absorb as much as possible. Rồi, ok, đấy là bước 1 đúng không? Bước 2 đấy là khi mà chúng ta làm đề á, bởi vì là có thể là các bạn bị sốc, lúc đầu mình cũng sốc lắm, nhưng mà mình chả biết gì đâu. Hay là những cái đề bạn nên làm, cái cuốn sách thứ nhất đó thì bạn không nên làm theo cái kiểu mà làm xong tất cả mọi thứ rồi tra kỳ rồi mới chấm điểm cho mình đúng không, xong rồi là sửa, vậy thì rất là tốn thời gian, mà khi đó thì trình của mình chưa đến nhiều. Giống kiểu là lúc đấy mình xác định là mình chưa đủ trình ấy để làm mấy cái đề này, lúc đấy mình cũng xác định vậy rồi. Thì các bạn sẽ thì các bạn sẽ kiểu giống như là các bạn sẽ vừa làm vừa tra luôn, cũng kiểu vậy đúng không? Bài 1 này để không bị sốc đó, thì mình sẽ làm bài 1 trước, đó mình tra khi những cái từ nào mà mình không biết đó, thì mình sẽ tô, mình sẽ gọi là in trong đầu đó, là cái từ không biết đó thì mình sẽ tô màu tím, mình có một cái highlight màu tím, cái này rất là quan trọng chứ. Còn một cái highlight màu đỏ, màu đỏ là những cái câu mà mình làm sai và màu tím là những cái từ mình không biết, thì mình sẽ gọi là gặp những cái từ màu tím và tra những cái từ màu tím mà như này. Sau đấy thì bạn, sau khi bạn đã gọi là biết mình sai chỗ nào rồi, biết biết là nghĩa những từ đó như thế nào rồi đó, những từ bài đọc cũng vậy nha. Bài đọc lúc đầu mình xác định mình không đủ trình để làm đâu, nên là mình cứ về làm, mình tra, mình hiểu bài đọc, sau đó mình làm là tra kỹ thôi, chứ không phải là tự xem thử assess coi được mình biết bao nhiêu, bởi vì là lúc đấy mình chưa đủ trình để làm, không mình xác định vậy mà đúng không? Đấy thì cứ như vậy. Xong rồi cách thứ hai là làm nào để các bạn có thể học từ mới này. Ok, có thể là mọi người đã quen với lại một cái vở như này đúng không? Như này, cái từ vựng này đó. Nhưng mà thực sự là cuốn vở này nó không giúp ích được nhiều, cái quan trọng là bạn phải biết áp dụng cái từ vựng đấy vào trong cái ngữ cảnh như thế nào đúng không? Thì đây, đây là cái máy tính của mình. Cái máy tính là một thứ rất là quan trọng. Bạn đầu tiên là bạn phải gọi là bạn phải set out, bạn phải set up một cái tài khoản. Mình đang xài Win 10 và một cái tài khoản mà nó connect, nó liên quan đến lại OneDriver. Thì cái OneDriver này á, có nghĩa là các bạn có thể lên lên online và thấy được cái tệp mà mình đã lưu vào trong máy luôn. Đây này, tức là các bạn có thể xem nó ở mọi lúc mọi nơi mà các bạn đi đúng không? Tiếp tục đó là chúng ta sẽ phân loại ra
Đây là tài liệu. Tài liệu là những cái sách tiếng Anh hoặc là cái, những cái đề mà mình cảm thấy hay. Tiếp theo đó là từ phần picture. Phần picture là vô cùng quan trọng. Bạn sẽ phân loại nó ra thành English, easy English và hard English hay là God of English. Có nghĩa là từ vựng rất khó và bạn rất 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 là không biết cách nào để nhồi nó vô đầu trừ khi là gặp nó rất nhiều lần. Ok. Còn easy English thì các bạn có thể gặp một lần và các bạn có thể đoán được nghĩa của từ đó. Ví dụ như là a heart of gold thì cái từ này rất rất là dễ luôn. Ai cũng biết là một trái tim vàng. Ok, một trái tim vàng hiểu. Hay là ageist hay là gì đấy. Thì những cái từ này nó rất là thông dụng hoặc là dễ gì đấy thì các bạn sẽ lưu vào trong này. Tiếp tục đó là lúc đầu á thì mình sẽ tra tất cả những cái từ mà có ở trong cuốn này đúng không? Có ở trong cuốn này thì mình sẽ cho nó vào đây. Mình sẽ ghi ở trong cái phần tệp á là những cái giống như kiểu là những cái mà liên quan đến nó luôn á, là across the board toàn diện. The five wage increased they proposed across the board. Thì mình chip cái ví dụ trong này luôn. Thì lúc đấy á, sau khi các bạn đã tra tất cả, bạn làm một đề một ngày đi chẳng hạn, thì những cái đề, những cái từ vựng mà nó ở cuối ngày á, thì nó sẽ tập trung ở đây. Tức là những cái từ vựng, tất cả các từ vựng mà các bạn học ở trong này, không biết là các bạn có nhớ hay không nhá, thì các bạn cứ để ở đây. Sau đó thì chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ học theo phong cách flashcard. Chúng ta sẽ học theo phong cách flashcard, có nghĩa là chúng ta sẽ skip nó như thế này. Các bạn chia cái phần này đi nhá, lấy một cái tờ giấy, chia cái phần này đi. Chia cái phần này đi, các bạn chỉ để chừa cái phần ở trên thôi để mình học từ đó, học theo phong cách flashcard chứ. Vậy thì những cái từ đầu mình không biết đó thì mình sẽ cho nó qua God of English và mình sẽ nhìn lại cái từ đó, mình cố gắng nhớ cái từ đó. Và những cái từ nào mà mình đã gọi là nhìn một phát là mình biết nghĩa luôn đó, là mình sẽ cho nó qua Easy English và A God of English. Thì các bạn đã làm theo cách thứ hai đó, A God of English, thì bạn lặp đi lặp lại cái việc mà cứ skip như này đó. Đây, anti-depression đúng không? Thì mình sẽ ok, I know that anti-depression. Cái này anti-quit, mình không biết anti-quit là gì hết. Mình nhìn như này, anti-quit, out passion and out date, thì mình biết cái đấy đúng không? Sau đấy thì ok, sau đến cuối ngày thì các bạn sẽ ghi vào cái này. Cuối ngày á nó chỉ là bình phong thôi chứ nó không phải là các bạn muốn học từ thì các bạn ghi ra hiểu không? Mà nó chỉ đơn giản á là gọi là để cho các bạn đỡ chán thôi. Cuốn này cũng không cần lắm đâu, nhưng mà giống kiểu là cứ ghi ra vậy thôi, những cái từ nào bạn thích thì bạn ghi ra đó. Đó cách mà mình học được và cách này kỳ nhanh luôn các bạn biết không. Mình mới phát hiện ra cách này mà mình mới áp dụng nó trong vòng khoảng 20 ngày thì mình đã học được từ này chữ từ á. Easy English thì 1.300, God of English những cái từ mà mình không biết thì là 200 mấy đấy, thì nói chung là vậy. Và mình đang tiếp tục học và mình cảm thấy là có một số điều nhắn nhủ cho các bạn là có thể là lúc đầu các bạn làm đề thì các bạn có thể nản rất là nhiều, cảm thấy mình ngu kinh khủng. Đến giờ phút này thì mình vẫn cảm thấy mình ngu mà, bởi vì ngày hôm qua mình có làm đề và mình sai rất là nhiều. Nhưng mà các bạn phải cố gắng lên, bởi vì là càng làm thì các bạn sẽ cảm thấy là cái gọi là cái chance of beating trong khi bài kiểm tra tiếp tục của các bạn học sinh giỏi này nọ các thứ, hoặc là thi đại học thì nó có thể gặp lại đúng không? Thì hoặc là khi mà các bạn gọi là bạn xem một chương trình tiếng Anh thì nó có thể là gặp lại từ đó, thì rất là vui, rất là sung sướng và các bạn sẽ có một cái success in the way to learn English. Good job.